Daddy, I love you. Thank you for you and Lord that help my foot walk back again so I can go work and I help mommy. I love you so much. Và con cảm ơn và cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho chú cho đôi chân con đi lại được để con đi làm phụ mẹ. Để mẹ đi làm. Cảm ơn và thương mẹ. Chúc bà ở trên đó con sức khỏe. Nhớ về thăm con. Kính thưa quý vị khán giả thân thương, trước mặt quý vị là chú Dung, người mà Lê Văn Thiện đã đề cập trong cái video clip trước mà đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả. Thì như những gì mà chị Duyên, mẹ của cháu Vương, hot boy mang hai dòng máu Việt Nam Canada đã chia sẻ với quý vị trong video trước, chắc chắn là quý vị đang rất là quan tâm, mong muốn có những cái thông tin từ chính chú Dung, người đang điều trị cho Dương. Thì chúng ta sẽ nghe chú Dung sẽ thông tin một cách đầy đủ nhất. Và thưa chào chú ạ, trước tiên con cũng xin thay mặt tất cả mọi người cảm ơn chú đã đồng hành với lại gia đình của chị Duyên trong cái giai đoạn mà chữa trị cho Vương. Chú có thể giới thiệu về công việc của chú cũng như tất cả mọi người, nếu như mà ai cần những cái bệnh nào sẽ được chú giúp đỡ và chữa trị ạ? Thứ nhất là vấn đề thần kinh tọa và cổ vai gáy đau, máu không bơm lên được não và đau đầu, nhức mỏi thì tôi sẽ chữa được. Tôi đã từng đi Lâm Đồng, người ta mời tôi đi Lê Cu, tôi cũng đi Phan Thiết, tôi cũng đã ra Tiền Giang, Cần Thơ, là người ta mời tôi mới đi thôi, chứ còn tôi không định cư một chỗ nào cả. Ai biết thì mời tôi sẽ đến, mà phải đông người thì tôi sẽ giúp được cho bà con. Nghèo khó tôi giúp không có sao cả. Mình làm cái nghề này không phải vì đồng tiền, nhưng mà mình phải có cái xi nhai. Tôi đi quanh năm, vợ con tôi ở chỉ một mình, mà tôi cứ đi quanh năm ngày tháng như vậy. Rồi nhiều người cho tôi là vợ nọ vợ kia, tôi không có. Tôi đã bước vào cái nghề này là rượu chè tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ có một điếu thuốc thôi và đi cà phê, chứ không rượu chè bia bọt. Mà tôi đi quanh năm, họ mời tôi mới Phan Thiết tôi về. Thì tôi sốt ruột thằng Vương này thì tôi sẽ giúp cho cháu đi được. Rồi cái hôm nay là hai ngày trước là có hai mẹ con đến đây đi đệm, là tôi cho vô được luôn. Bà mẹ mừng quá khóc. Hai năm rồi đi chữa hết mọi nơi mà không chữa được, nay tôi cho vô được cái đệm. Con không nằm ngửa được, nhưng mà hôm nay nằm ngửa được rồi. Hai năm nay không nằm ngửa được, mà bây giờ con đã nằm ngửa được rồi. Chân ngắn chân dài, tôi cho bằng chân. Với lại nó là còn trẻ thì nó dễ lắm, già thì nó hơi lâu. Đây, ông này thì sẽ đi ngon thôi. Nếu tôi ở đây được thì tôi sẽ giúp cho cháu Vương đi ngon này. Vương bây giờ chỉ cần lấy một cái đệm này ra nó thôi thì cháu bị cái đệm rồi, nó dính cái đệm này, thì tôi sẽ lấy cái đệm này ra, cháu đứng thẳng lên là cháu đi được rồi. Thưa chú, thì chú Dung đánh giá về cái tình hình sức khỏe của Dương, theo chú thì với những cái mà
đạt được trong thời gian qua, bắt đầu gặp thêm chú trong cái giai đoạn này nữa, thì chú nghĩ là cái cơ hội hồi phục của Vương trong thời gian tới thì nó sẽ bao lâu và nó sẽ có những diễn biến tích cực không ạ? Tích cực là chỉ 3 tuần là cháu đi thôi. 3 tuần nữa là cháu đứng lên đi trước Tết. Ngon này. Có thể là chạy xe Honda đi ăn Tết này. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú thì chắc chắn bằng những gì mà chú chia sẻ cũng không thể nào đáp ứng hết những cái mà mọi người đang thắc mắc. Con rất là tâm lý và hiểu được những cái trăn trở của các cô chú bác, những người mà không may có cái tình trạng bệnh tình trong người về xương khớp hay là thần kinh tọa hay địa điểm hoặc là những người thân của họ. Dạ, thì con mong chú Dung hãy chia sẻ một cách đầy đủ cụ thể nhất là những người mà bệnh như thế nào, tai nạn hoặc là tai nạn về lao động, xe cộ hay là bẩm sinh hoặc là những cái gì thì sẽ được chú điều trị ạ. Và những người mát, những người mà đi đường mà mát mát điên điên, có thể là tôi giúp được. Và đĩa đệm, thần kinh tọa, đau lưng, cột sống, đốt sống cổ, tai biến, đây bà này đây, bíu cổ. À, đây có một vị khách đó. Với những người biếu tuyến giáp, dạ, đến đây tôi chữa được. Biếu tuyến giáp. À, biếu tuyến giáp đến đây tôi chữa được. Dạ. Hay là viêm họng. Đây bà này viêm họng đây. Giờ hỏi bà, phỏng vấn bà đi. Dạ dạ rồi, tôi sẽ gặp lần. Ngay tức khắc này. Dạ. Tôi mới chữa có một lần thôi. Giờ dạ, tôi kêu bà chữa lần thứ hai. Có một bệnh nhân cũng mà tới. Vương con qua đây ngồi để cho cô ngồi đó, để con mời chú ngồi đó luôn đi chú Dung. Dạ. À, Lan Thiện một lần nữa xin thông tin với quý vị rằng sở dĩ Lan Thiện là con mời chú sát vô để cho màn hình con nó gom lại gọn thêm xíu. Dạ con chào cô. Sở dĩ mà Lan Thiện nói hơi nhiều về vấn đề này cũng mong quý vị thông cảm giùm. Thật ra thì Lan Thiện đi làm công việc thiện nguyện không chỉ là giúp về vật chất, tiền bạc, gạo hay là bất cứ cái gì từ mạnh thường quân giúp đỡ, mà còn giúp về cái cơ hội mà tìm lại sức khỏe cho mọi người. Đó cũng là một trong những điều mà Lan Thiện mong muốn. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng Lan Thiện đang bày ra những cái việc mà ấy, nhưng mà tự vì biết được điều gì tốt thì giới thiệu cho mọi người thôi. Dạ con chào cô. Thì như những gì con mới vừa trao đổi với chú Dung, thì chú cũng nói cô là một trong những người mà được chú Dung điều trị. Thì con cũng muốn đưa những cái hình ảnh, những cái nhân chứng sống để mà cho những cái người mà cần chữa trị có thêm những cái niềm tin. Và con mong nghe được những lời chia sẻ của cô ạ. Thì cô chữa là coi như là cô nói khó mà nói mệt. Mà bữa nay thì cô chữa có một lần thì cái giọng nói của cô nó rất là đỡ rồi. Coi như là nó không có còn vướng đàm ở cổ, không vướng đàm ở cổ mà nó cũng bớt đau rồi. Đó là cái phần mà cái phần cảm tiếng của cô, coi như cô bị cả một năm mấy nay rồi đó, một năm mấy nay rồi mà nó cứ cảm tiếng, cô cứ mua thuốc tây cô uống đi uống lại hoài mà uống không có hết. Rồi cái bắt đầu với gặp chú mà coi như là bạn của chị Dung á, chị Duyên đó, thì chị mới kêu lên đây thì gặp chú, thì ảnh chữa bệnh cho. Coi như là buổi sáng hôm qua đến giờ coi như là mình chữa bấm một lần mà thấy cái đờm nó tan đi hẳn, mà nó đỡ coi như là nó bớt khàn tiếng đi đó, cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là cô bị cái thoát vị đĩa đệm á, là ở cổ và ở lưng, thì chú bấm coi như mỗi lần cô ngồi xuống là cô đứng lên á thì là rất là khó khăn, đau lắm. Mà bữa nay bấm từ ngày hôm qua tới giờ là thấy đứng lên ngồi xuống nó dễ, nó không có đau nữa. Dạ. Yeah. Vậy là cô là cũng là tình cờ qua chị Duyên, là mẹ của Vương. Đúng là rồi. Cô là bạn của chị Duyên. Đúng rồi. Thì chị Duyên mới giới thiệu cho cô đúng không? Đúng. Dạ thì cô được chú Dung là chữa trị được bao nhiêu ngày rồi cô? Coi như hôm nay là ngày thứ hai. Ngày thứ hai. Dạ thì cô thấy là cái tình hình sức khỏe của mình nó thay đổi một cách đáng kể. Dạ coi như là nó bớt đứng lên ngồi xuống, cái lưng nó bớt đau là một. Thứ hai nữa là cái cảm tiếng của mình nó đỡ. Chứ ngày hôm qua còn hôm nay là cô nói không được luôn, mà cô nói khó khăn lắm. Dạ. Mỗi lần nói nó rất là mệt. Bữa nay mình nói là mình đỡ mệt mà nó đỡ rồi, nó không có khàn mấy nữa. Rồi ngủ được không? Đó. Giấc ngủ thì sẽ như thế nào? À còn ngủ coi như rằng là về cái giấc ngủ của mình, mọi lần á là đêm là cô khó ngủ, thức suốt luôn á. Thức suốt luôn, mà đêm hôm qua là cô thấy ngủ được cũng được mấy tiếng. Dạ. Dạ, nó hiệu quả vậy hả cô? Thì ngoài cái chuyện mà chú Dung
thăm khám chữa trị trực tiếp bằng tay thì có phải uống thuốc gì không cô? Không, cô không có uống thuốc gì hết. Dạ, không phải uống thuốc gì hả? Dạ, rất là vui quý vị ạ. Những cái thông tin vô cùng bổ ích và chắc chắn rằng nếu mà làm được những cái việc mà kết nối cho những người mà bị bệnh được cơ hội thầy hay tốt như thế này thì Liên Thiện phải nói là mình đã làm được một cái điều vô cùng hạnh phúc và vô cùng quý giá, khiến cho mọi người sẽ có những cái niềm tin về sức khỏe. Thưa chú Dung, chú có thể thông tin chi tiết về cái tình trạng bệnh của cô và cô, những gì cô vừa chia sẻ thì cái cách chữa trị của chú như thế nào ạ? Tức là bà này á, bà ấy đến là cũng là do duyên dắt tới thôi, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn thì tôi cũng giúp luôn. Dạ. Yeah. Thế cổ là bị viêm họng hạc. Viêm họng hạc, cái này là thường thường là bị ung thư. Viêm họng hạc là ung thư vòng họng. Thứ hai đó là bà này muốn tai biến vì thoát vị đĩa đệm cổ. Đốt sống cổ là máu không lên được não, thì tôi sẽ làm tan cái phôi này ra thì máu sẽ lên được, thì con người ta sẽ ngủ được và không bị tai biến nữa. Rồi ai mà bị tai biến nhẹ thì đến tôi giúp cho không bị lại nữa. Tại vì tai biến là thường thường bệnh bị đi sẽ bị lại, thì nó là máu không bơm lên được não mà thôi. Yeah. Nó thì nói chung là biết thì nó dễ lắm, không biết thì nó khó. Vì những cái người tôi cứu á, nhiệt chống gậy là tôi sẽ làm cho bỏ gậy ra đi, vất gậy ra đi chứ không phải còn chống gậy nữa. Thì tôi đã làm được quá nhiều rồi. Coi như là cái đúng ra là tôi đi Quảng Bắc rồi, 13 tháng 4 là người ta mua vé bay cho tôi rồi, nhưng mà dịch là tôi không đi nữa, là tôi lại ở nhà, người ta mời tôi thôi, chứ còn tôi không có làm định cư một chỗ nào cả. Tôi là một thằng lang thang, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, Kiên Giang, Cần Thơ, Nê Cu là tôi đã tới hết rồi, Đà Lạt, Phan Thiết là tôi đi hết. Thì cái cổ của người ta nó cứng như vậy thì máu nó không bơm lên được thì người ta không ngủ được. Dạ, thưa chú thì nếu như mà những người mà có bệnh hoạn tình mà xem qua video này chắc chắn là sẽ tìm tới chú rất là nhiều. Chú có lường trước được là mình sẽ đón mọi người như thế nào không ạ? Thì người ta cứ tới đây là tôi sẽ giúp cho. Nếu bà này là miễn phí không có tiền, hoàn cảnh khó khăn thì tôi giúp không. Dạ. Nói thật, ai nghèo, nghèo để cho người ta đau à? Lương tâm mình phải chữa được cho người ta, giúp người ta, đừng vì đồng tiền. Tiền thì ai cũng cần đấy, nhưng mà lấy người nọ đắp người kia, nên Lan Thiện có hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Vâng, thưa quý vị, những thông tin mà Lan Thiện sẽ cập nhật phía trên màn hình để quý vị thật sự cần thiết cũng sẽ liên hệ qua số điện thoại của chị Duyên, mẹ của Vương. Những ngày tới thì chú Dung sẽ có mặt ở đây ngay căn nhà của chị Duyên, căn nhà mà cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ xây dựng nên. Đúng cho ra hai mẹ là con. Tôi đã qua đây rồi nhưng mà lại Văn Thiết người ta lại về Gò Vấp thì tôi lại phải chữa thêm ở ít bữa ở đó nữa thì tôi mới sang đây được. Dạ. Là người ta vô đây người ta chữa, chứ tôi ra ngoài đó là 3 hôm thì bệnh người ta đã ok rồi, tôi mới lại về đây, xong người ta lại kêu xe người ta vô, giờ tôi lại phải ở đó, mà tôi lại ở đó tôi chữa, sáng là tôi chữa 5 người, rồi tôi lại sang bên này. Thì chỉ có một tuần nữa thôi, là vài ngày nữa là tôi sẽ ở bên này, tôi kiếm một cái nhà nào đó tôi ở đây rồi tôi giúp bà con. Vâng, thưa quý vị, vậy là khoảng giữa tháng 1 đúng không thưa chú Dung? Giữa tháng 1 thì chú Dung sẽ có mặt ở khu vực quận 12. Quý vị cứ nhắn tin cho chị Duyên bằng số điện thoại. Bây giờ là tôi có mặt ở đây rồi. Dạ. Tôi làm xong ở ngoài, ở Gò Vấp là tôi bay qua đây luôn. Dạ. Vậy là trong những ngày tới là chú có mặt. Có mặt ngày nào cũng có mặt. Dạ, đây. Thì Lan Thiện rất là vinh dự được giới thiệu đến quý vị nơi mà chữa bệnh. Thì có cô ở đây rồi, cũng là đã cho chúng ta biết được cái hiệu quả như thế nào. Thì Lan Thiện sẽ làm cầu nối tốt nhất cho quý vị để mà quý vị tìm đến thầy. Thì quý vị chính là những người mà sẽ nhận định là tốt nhất. Để mà rồi chú cứ chữa bệnh cho cô đi. Dạ. Để mà cái niềm tin của quý vị sẽ là những người sẽ quyết định cái việc mà Lan Thiện đưa đến những hình ảnh này là có thực tế hay không. Thật ra thì Lan Thiện cũng như quý vị thôi, nhưng mà với những gì mà Lan Thiện biết được và thấy hiệu quả thì Lan Thiện chia sẻ để cơ hội đến với tất cả mọi người.
Là mốt Vương có học ngày của chú luôn không Vương? Để cứu người. Học không? Học hả? Đâu nói ra nghe đây. Học sao? Ô, con học cái này con tự chữa bản thân, tự đi cứu người. Để người ta đi tình nghiệp. Chú có nhận học trò không chú Dung? Thế có duyên thì nhau. Tôi có một đệ tử ở Sài Gòn này chứ. Dạ. Quận 12 này. Alo. Chị chào Lê Thân Thiện nha. Kênh YouTube của Hot Boy Canada, người mang hai dòng máu là bé Vương. Chị tự giới thiệu, chị là Kimberly, ở Mỹ. Chị là cái người mà tặng cho Vương hai viên thuốc An Cung Ngu Hoàng Hoàng. Lúc mà chị coi cái clip đầu á, của Lê Thân Thiện đó, thì chị cũng ở Mỹ thì chị làm về cái ngành therapy bấm huyệt và bán dụng cụ y khoa và có những cái viên thuốc đó chị mua qua đây để chị chia sẻ với bà con bị tai biến ở bên này và những người bị cao máu, bị tim, nói chung là về xương khớp, về tim mạch. Thì chị có mua những viên thuốc đó qua đây để chị chia sẻ cho những người bệnh. Chị có, lúc trước chị có cái tiệm để chữa bệnh từ thiện chứ chị không có lấy tiền. Nhưng mà bây giờ thì chị 65 tuổi rồi, chị về hưu rồi, chị không có làm nữa. Thì vừa rồi chị có coi cái clip của cái anh mà đang bấm huyệt á, trong cái clip mới, bây giờ em mới chiếu ngày hôm qua, thì chị thấy là cái anh đó ảnh bấm huyệt á, thì rất là đúng cái tiến trình của về huyệt massage therapy. Nói chung là có qua bài bản, có qua trường lớp, cho nên ảnh bấm rất là chính xác về cái chân của Vương. Thì chị muốn giống như góp ý với ảnh đó là nếu mà bấm xong rồi á mà có được cái nhang ngải cứu á, thì ảnh đốt lên rồi cầm cái chén rồi mình ịn tàn ở đó, nhưng mà mình hơ vô những cái huyệt ở xương khu, ở sau lưng và hai bên hông của bắp đùi á, là xuống dưới đầu gối, huyệt đầu gối và những cái huyệt ở dưới mắt cá chân và dưới các ngón chân, đó là để cho mấy các cái huyệt đó nó ấm và nó sống lại cái sự lưu thông co giãn của cơ, các cái cơ. Và chị cũng muốn yêu cầu góp ý với ảnh thôi, là hai cái tay của Vương á còn giống như không có được thoải mái lắm, cho nên á ảnh có thể ảnh bấm vào cái huyệt cốc này nè, ảnh bấm vào cái huyệt cốc này và ảnh kéo ra những cái ngón tay của Vương để cho nó những cái khớp này á nó xuống và nó thông. Và ảnh xoay, ảnh có thể ảnh xoay cái bàn tay, một tay ảnh nắm ở cổ tay và một tay ảnh nắm vào xỏ vào tay của Vương như vậy nè, thì ảnh sẽ xoay rồi ảnh kéo ra vậy. Thì là cái thứ nhất là để cho bàn tay của Vương nó mở ra và nó không có bị co giống như là nó thoải mái á, nó thả ra lỏng ra đó. Còn cái vai á, hai cái bả vai á, cái xương vai của sau này nè, là ảnh bấm, ảnh nói Vương á là ngồi dậy và ảnh bấm các cái huyệt ở chung quanh cái xương bả vai á và hai cái huyệt vai ở cổ, rồi ảnh sẽ cạo gió cho Vương được, lấy dầu cù là đó nóng á, ảnh làm cũng được, nó cũng làm cho ấm các cái huyệt. Mà cạo á thì cạo ở giữa
ở giữa cái cằn cổ á, cái xương á, người ta không có học qua thì người ta nghĩ rằng không nên cạo ở chỗ mấy cái xương đó. Nhưng những cái xương đó là những cái huyệt từ số 1, số 2, số 3 cho tới bả vai, là nó đi thẳng một cái đường sống ở giữa cái mương cổ mình á, là trên đầu xuống, là số 3 cho đến số 7 xuống dưới sống lưng luôn. Cho nên á, là ảnh cạo nhẹ nhẹ thôi, ảnh lấy cái đồng thu ảnh cạo nhẹ thôi từ ở trên cái đầu đỉnh đầu đó xuống, và ảnh cạo qua cách hai đốt tay, là ở bên hông, từ ở bên hông ở giữa đi ra ngoài là hai bên ảnh cạo xuống một đường thẳng nữa, là coi như ba đường, một đường chính giữa và hai đường hai bên, đó là ba đường á. Thì á, bắt đầu ảnh mới cạo ngang, cũng như theo ngang cái vai á, bờ vai á, rồi ảnh cạo ra cứ cách một đốt xương sườn á, là ảnh cạo xuống dưới ngay chỗ sát gần với lại hai cái chết thận của Vương á. Đó là anh cứ cạo ra thì nó sẽ ra những cái máu tụ, máu bầm, và Vương nó sẽ hai cái tay của cháu nó sẽ khép lại và nó thư giãn ra rất là dễ dàng. Thì anh chỉ một lần cạo gió như vậy thôi, rồi những ngày khác là anh liên tục anh bấm huyệt á, anh bóp cho mấy cái, anh dùng cái này nè, anh biểu Vương nằm xuống á, anh đẩy cái vai của Vương á cho đến cái xương xuống cái bả vai, cái vai nguyên, cái vai bánh chè nè, đẩy xuống đây, và cũng hướng dẫn cho Vương á là tự Vương mỗi ngày Vương phải dịnh một cái gì đó, đứng lên ngồi xuống một chục lần, tập từ từ đi, thì Vương sẽ có cái sức lực á. À, để mà Vương đi đứng thẳng chân, để mà giống như hép anh đó, hỗ trợ với anh à, chứ còn Vương không tập, Vương không nằm sấp, Vương không duỗi thẳng, co thẳng chân, cố gắng co thẳng chân á, là để hép giúp với cái người mà làm cho mình thì á, cũng lâu lắm á. Thành ra mỗi ngày mà nằm không, ở không á, thì Vương cứ nằm sấp trên giường á, rồi Vương co giãn tập co sát lên, rồi cái duỗi ra, duỗi mà duỗi thẳng ra, cố gắng giữ thẳng ra á, thì mẹ Vương cũng có thể giúp Vương những cái lúc đó được á. Nếu mà thẳng, nếu mà rảnh á, thì em chỉ muốn quay cái đoạn clip này để gửi lên cho Lê Thân Thiện, để mà đưa lên, để mà giúp cho ý kiến, góp ý chung bạn đồng nghiệp với cái anh mà mới vừa đến nhà của chị Duyên á, mẹ Vương á, để làm á, thì có thêm cái động lực để cho giúp cho Vương ấm các cái huyệt vậy thôi. Xin chào đi Lê Thân Thiện, và chào tất cả các cô chú, anh chị và tất cả các bạn bè, các cháu có vào cái clip này thì cho xin say hi nha, chào hết nha. Tự mình ở Mỹ mà mùa này mùa dịch chứ không, thôi chuyện Tết rồi, và cũng sẽ gặp Vương và cũng sẽ hiệp với lại cái anh đó để mà làm cho Vương á. Cô làm thì chắc nhẹ nhàng lắm, Vương không có sợ đau đâu á. Thì Vương ơi, thuốc ăn cung ngu hoàng hoàng á, trong một năm á là con chỉ uống 6 viên thôi, không uống quá 6 viên, vì cái đó nó hỗ trợ cho mình chỉ có giới hạn nhiêu đó thôi một năm. Thành ra con uống thêm 1-2 viên nữa thôi nha, còn không có uống nhiều. Không phải là mình uống nhiều là tốt, không phải vậy. Nó chỉ giới hạn cho con được 5 viên hoặc 6 viên thôi. Cho nên đó là do cái động cơ của bác này giúp cho em. Để mà em đi đứng thẳng và em trở lại bình thường. Cô chúc Vương như vậy nha. Bye Vương, bye tất cả.
Bye. Vâng, thưa quý vị, Lên Thiện sẽ làm cầu nối để quý vị có những cái cần về sự sức khỏe của mình. Lên Thiện cũng sẽ để số điện thoại của chị Duyên. Quý vị hãy có cần gì thì cứ nhắn cho chị Duyên. Chị Duyên sẽ làm một cầu nối tốt nhất để giúp cho quý vị. Đó cũng là một cái cơ hội để chị Duyên tri ân những tấm lòng vàng đã, đang và sẽ giúp cho mẹ con chị trong suốt thời gian qua. Lên Thiện xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video rất là bổ ích này. Xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha quý vị. Tiếp cận được lượng khách hàng mới và quảng cáo thành công cùng YouTube Lê Thương Thiện, hãy đến với chúng tôi, nơi đây có tất cả những điều bạn cần. Với hơn 800.000 lượt theo dõi, mỗi video thu về lượt xem trung bình lên đến hơn 50.000, thu hút người xem trong 10 giây đầu tiên. Cùng kinh nghiệm xây dựng kênh YouTube thành công, chúng tôi cam kết đây sẽ là công cụ marketing tối ưu, giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu, mang đến những kết quả như mong muốn trong thời gian sớm nhất. Kênh YouTube Lê Thương Thiện tự tin sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng, nhắm vào đúng đối tượng, sản xuất những nội dung phù hợp, dễ dàng tiếp cận với người xem. Liên hệ ngay với chúng tôi để có được dịch vụ quảng cáo với chi phí ưu đãi qua số điện thoại 0929683939 hoặc 0707071717 để được tư vấn và trợ giúp miễn phí.